Nghe thì hấp dẫn thật nhưng tiết canh lại có thể là tấm vé một chiều đưa bạn đến bệnh viện đấy. Món tiết canh vốn quen thuộc với người Việt nhưng bạn có biết nó ẩn chứa nhiều nguy cơ không? Ăn tiết canh có thể khiến bạn bị nhiễm khuẩn, nhiễm ký sinh trùng, thậm chí là viêm gan siêu vị. Nhiều người không để ý rằng máu động vật chưa nấu chín có thể chứa các vi khuẩn nguy hiểm như Salmonella, E. coli hay cả virus gây bệnh. Chỉ một miếng tiết canh thôi cũng có thể chứa hàng triệu vi khuẩn, và chỉ cần ăn một lần, bạn có thể gặp nguy hiểm, thậm chí là tử vong. Hãy bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình bằng cách nói không với tiết canh. Nhớ nhé, sức khỏe là vô giá, không có món ăn nào đáng để bạn mạo hiểm cả. Nếu còn băn khoăn, hãy tìm đến các chuyên gia y tế để được tư vấn thêm nhé. An toàn thực phẩm là trên hết.